Rồi, mẫu quần màu vàng này quá đẹp các bác nhá. Lên đơn cho em hai quần kèm số điện thoại là được đi hàng ạ. Rồi ạ, màu vàng, màu đen và màu kem các bác nhá. Hàng siêu cao cấp luôn, chất là chất Vitex hàn, loại 1 chị em được chưa? Bao bao đẹp luôn. 99.000 một quần các bác ạ. 99.000 một quần hôm nay. Trong cái livestream ngày hôm nay bên em xả còn 99.000. Nhanh chóng comment cho em hai quần kèm số điện thoại cho em là được đi đơn hàng thành công. Màu nào cũng đẹp, màu nào cũng xinh các bạn nhé. Vàng, đen và kem, ba màu phổ thông nhất ạ. Ba màu hot hit và phổ thông nhất hiện nay ạ. Màu đen sang chảnh, màu vàng trẻ trung nhá. Màu kem thì nhã nhặn nhá. Chị em nào lấy màu nào comment màu đấy cho em. Màu kem này đây, có túi sườn cho em này, có khuy này, có đường chiết ly ở giữa này, có túi sườn hai bên nhá. Về các tình yêu rạch cho em một tí, rạch một tí là đã đừng được điện thoại, đừng tiền cho em thoải mái. Rồi, quần bó viên là quần, lưu ý cho em, quần này là em làm hai lớp các bạn nha, hai lớp ạ, được chưa? Quá chuẩn xịn luôn ạ. Chị em nào lấy mã này comment mã này nhá. Hai quần kèm số điện thoại cho em là được đi đơn hàng thành công. Ngày mai bên em sẽ có nhân viên gọi điện tư vấn size, được chưa? Nhân viên gọi điện tư vấn size, số mặc size như thế nào, mặc màu gì như thế nào là có nhân viên gọi điện tư vấn rồi ạ. Rồi các bác cứ yên tâm, chỉ cần comment cho em hai quần kèm số điện thoại thôi ạ. Nhận quần rồi đẹp lắm, ok. Các em cảm ơn chị Thu Hiền. Nào, nhanh chóng lên đơn cho em hai quần kèm số điện thoại đi ạ. Rồi, ok tình yêu nha, lấy một quần vàng, một quần kem, ok tình yêu này. Một quần đen, một quần vàng, ok. Màu nào cũng xinh chị ơi. Giá bao nhiêu? 99.000 thôi ạ, chỉ có 99.000. Hàng em có đầy đủ size số nhá. S, M, L, XL và 2XL. Từ 30 tương đương với cả 38 cho đến 65 kg bao vừa. Tương đương 38 đến 65 kg bao vừa, bao đẹp cho em được chưa? Quần là quần mẫu sóc hot thịt nhất mùa hè năm nay. Mùa hè năm nay các bác hãy nhanh chóng comment cho em, mua ngay cho em cái quần này đi ạ. Đấy, mặc ở nhà, mặc đi chơi, mặc đi tiệc, mặc đi đâu cũng được, đúng không? Mặc đi du lịch, mặc đi đâu cũng đẹp các bác nhá. Đấy, lên đơn cho em hai quần kèm số điện thoại cho em nè. Có khóa giọt lệ ở phía sau cho nên cực kỳ sáng chảnh các bác nhá. Quần này là kén mùng, ôm mùng cả, rất là đẹp luôn. Có khóa giọt lệ ở phía sau này, có chiết ly này, có đường chiết ly làm chân của mình thon gọn lên, được chưa? Hai quần kèm số điện thoại cho em là được lên đơn hàng thành công. Em bao giá bao chất cho các tình yêu rồi này, nhận hàng kiểm tra hàng cho em rồi mới thanh toán, được chưa? Đẹp thì nhận hàng, không đẹp yêu cầu các tình yêu giả lại cho em, không mất bất cứ một cái chi phí nào, được chưa các bác ơi? Nhanh chóng lên đơn cho em hai quần kèm số điện thoại đi ạ. Rồi, ok tình yêu nhá, màu đen với cả màu kem, ok tình yêu, lấy màu nào comment cho em màu đấy, yêu thích màu nào comment màu đấy cho em, size số như thế nào ngày mai có nhân viên gọi điện tư vấn ạ. Rồi, có chị gái ơi, 50kg em có size, các tình yêu không cần phải comment cho em đâu, chỉ cần comment đặt hàng thôi là hai quần cho em, 99.000 một quần, ship code toàn quốc 30.000. Ship toàn quốc 30.000 các bác ơi. Đấy, nhận hàng kiểm tra hàng thoải mái rồi mới đi mới thanh toán tiền, được chưa? Đấy, các bác ơi lên đơn cho em hai quần kèm số điện thoại cho em, màu đen, màu kem và màu vàng, có ba tông màu cho các bác lựa chọn luôn. Bây giờ bên em sẽ thử cho các bác luôn một cái mã quần này, một cái mã quần màu kem quá đẹp luôn nhá. Rồi, bên em thử màu kem cho các bác luôn, màu nào cũng xinh, em đã nói rồi rồi nhá. Rồi, màu kem, màu vàng và màu đen, màu nào cũng xinh cũng đẹp ạ. Rồi, màu kem các bác ơi, màn mẫu như em đang thử cái màu kem này quá chuẩn xịn, đúng không? Chị em nào lấy màu kem comment màu kem cho em. Chị em nào lấy màu vàng comment màu vàng cho em. Chị em nào lấy màu đen comment màu đen cho em ạ. 99.000 một quần, quá rẻ và quá đẹp luôn nhá. Không mua cái quần này hơi phí các bác ơi. Đấy, quá tôn dáng luôn ạ. Quần vừa kén bùng này, vừa tôn dáng, chân dài ra các bác nhá. Vừa được thon gọn chân này, đúng rồi, đúng là cái quần này quá thân thành, đúng không? Chị em nào không mua được cái quần này hôm nay hơi phí. Hôm nay chỉ có tài cái livestream này bên em xả bao nhiêu? 99.000 một quần các bác nhá. Đi đơn từ hai quần cho em ạ. Rồi, bốn quần bên em miễn phí ship cho em. Chia sẻ nhiệt tình để anh em bạn bè có thể mua được cái sản phẩm đẹp nhất. Đấy, rẻ nhất trên thị trường, được chưa bác ơi? Mẫu quần sóc này em là thật thề và bác luôn nhá, đẹp dã man luôn. Đây là màu kem các bác nhá. Chất là chất Vitex hàn cao cấp, hàng loại 1 cho em. Nói không phải hàng loại 2. Đấy, nhìn cho em nhá, hàng được bó viên các bác nhá, cẩn thận này. Hàng này các bác bán sốt cho em. Để
đây, hàng như thế này không khác gì hàng hãng à bạn nhá. Bó viên và có hai lớp cho em, lớp nhà em là thấm hút mồ hôi, lớp trong thấm hút mồ hôi cho em được chưa? Rồi, có đủ bảng màu và đủ size sổ à bạn nhá. 3 gam màu, màu kem, màu vàng và màu đen. Đấy, màu đen ạ, à, đây các bạn nhá. Màu nào cũng xinh cũng đẹp cho em. Chị em nào lấy màu này comment màu kem cho em, lấy màu vàng comment vàng, lấy đen comment đen cho em. Em đi đơn từ hai quần à bạn nhá. Không cần phải hỏi nhiều, chỉ cần comment số điện thoại cho em. Ngày mai có nhân viên gọi điện tư vấn size được chưa bác ơi? Nhìn giúp em bản mẫu mặc quá chuẩn xịn luôn. Không đẹp em cho hoàn tiền về, không đẹp em đền gấp đôi gấp 10 cho các tình yêu luôn. Nhân hàng kiểm tra hàng cho em, sơ cái chất lượng sản phẩm như thế nào. Nó là mềm mịn nhà bác nhá. Mềm mịn đanh, không xù không cản chỉ, không có phai màu được chưa? Em bao giặt máy thoải mái cho em. Đấy, được thiết kế rất tinh tế này. Cạp của nó là cạp hơi bị lệch. Đấy, cạp lệch này. Đấy bác nhá. Có khuy, có đường chiết ly, có túi, có khóa ở phía sau, khóa giọt lệ ở phía sau, không bao giờ nhụi trù, không bao giờ cắn chỉ và không bao giờ nhăn cả bác nhá. Lên đơn comment cho em hai màu kèm số điện thoại đi em. Lên đơn comment hai màu kèm số điện thoại. Ngày mai nhân viên có nhân viên gọi điện tư vấn size, mặc size số như thế nào, có nhân viên gọi điện à. Rồi, ok tình yêu, lấy một kem, một đen, một vàng, ok. Lấy ba màu về mặc cho em cả bác nhá. Quá rẻ luôn, chỉ có 99.000. Bình thường cả bác mua ở ngoài phải 250.000, nhưng đến livestream ngày hôm nay của bên em chỉ có 99.000 một quần. Được chưa bác ơi? Quá rẻ, quá đẹp cả bác nhá. Màu kem này, màu đen và màu vàng. Được chưa? Màu nào cũng xinh cũng đẹp luôn ạ. À. Rồi, ok tình yêu luôn, em chốt đơn hàng chị gái tôi ạ. À. Nhanh chóng comment chị Phương Thủy nhận được quần rồi, đẹp lắm, ủng hộ số dài dài. Ok tình yêu luôn. Rồi, ok tình yêu, em nhận được quần rồi chị ơi. Rồi, cảm ơn tình yêu rất là nhiều, nhận được quần thì hãy chia sẻ để cho anh em bạn bè mua giúp em. Được chưa? Số bên em cam kết được tình yêu luôn, bán rẻ nhất, chất lượng nhất và đẹp nhất, được chưa? Các mẫu hot hit nhất trên thị trường là mẫu số em bán đầu tiên. Mẫu này hiện tại đang độc quyền tại số em bạn nhá. Mẫu độc quyền tại số em luôn ạ. À. Có đủ bảng màu, màu kem, màu đen và màu vàng. Mẫu độc quyền luôn cho các tình yêu, yên tâm luôn. Hàng chỉ có 1, không 2, không ở đâu có và giá rẻ như thế nào. Giá nhà ai bán rẻ hơn mà em hoàn tiền, em đền tiền gấp 10 lần, được chưa? Đấy, hai quần kèm số điện thoại cho em là được đi đơn hàng thành công. Em bao giá này, bao chất toàn thị trường, đẹp các bạc kiểm tra nhá, đẹp nhận hàng, không đẹp hoàn lại về cho em, được chưa? Em bao bỏ, em bao luôn, bao tất cả mọi thứ các bạc luôn. Rồi, đặt hàng màu kem comment cho em nhá, màu kem kèm số điện thoại cho em ạ. Rồi, lên đơn giúp em hai màu kèm số điện thoại cho em. Ngày mai nhân viên gọi điện tư vấn size. Em có size số các bác nhá. Có đầy đủ size số S, M, L, XL, 2XL, tương đương từ 38 cho đến 65 kg bao vừa. Tương đương 38 đến 65 kg bao vừa cho em, được chưa? Hàng em bao chuẩn xịn luôn. Có lót trong các bác nhá, lót trong thấm hút mồ hôi cho em. Lót trong của nó là thấm hút mồ hôi nhá. Bó viền các bác nhá, có size. Đấy, chuẩn size số cho em như thế này. Chuẩn size số cho em như thế này các bác nhá. Đấy, nhìn cho em nhá, đẹp thì các bác nhận hàng, không đẹp thì là không cần phải nhận hàng cho em. Đấy, hoàn về cho em luôn, được chưa? Rồi, ok tình yêu luôn, hai quần cho em. Rồi, ok à, em nhận được quần rồi, đẹp lắm. Rồi, toàn feedback nhận được quần đẹp thôi các bác ơi, yên tâm luôn, shop em yên tâm nhá, chất lượng đẹp nhá, giá rẻ nhá. Đấy, cứ yên tâm 100% luôn, cứ đặt hàng cho em hai màu kèm với cả số điện thoại cho em là được đi đơn, được chưa bác ơi? Hai màu kèm số điện thoại là được đi đơn hàng thành công. Màu kem, màu trắng và màu vàng, ba màu đẹp nhất, hot nhất. Đây, màu kem này bác ơi, quá xịn luôn bác ơi. Nhìn cần chất giúp em nhá. Đấy, cần chất cho em này, màu kem này, được chưa? Có đường viền, có cả mạc này, size này, được chưa? Chuẩn luôn nhá. Lọt trong thấm hút mồ hôi cho em, mặc rất là mát luôn. Mùa hè này các bác mua cái quần này về để mặc đi biển ạ, mặc đi tiệc ạ, mặc đi đâu cũng được, mặc đi chờ, đi chơi, đi giả mạt với cả người yêu hay gì cũng được cho em nhá. Tôn dáng hách chân, được chưa? Nâng mông ngòn dáng cho em rất là đẹp luôn. Không mua quần này em nói thật nhá, đảm bảo bạc tình yêu luôn, không mua quần này phí lắm luôn ấy. Cho nên đặt hàng chỉ cần comment cho em hai quần kèm số điện thoại cho em là được đi đơn hàng thành công. Em bao giá, bao chất toàn thị trường, không đẹp các bác ơi, kiểm tra cho em, không đẹp thì là giả lại cho em, được chưa? Rồi, ok
ok chị Hoàng Phương chốt đơn nào, ok chị Thanh Thảo chốt đơn, ok chị Ngọc Ruby chốt đơn, ok chị Huyền Nguyễn chốt đơn nào, ok chị Hoài Thu chốt đơn, ok chị Thoa Na Na chốt đơn. Các bác ơi, hiện tại bên em lượng đơn rất là lớn, cho nên như thế nào, các bác không cần phải là để em đọc tên của các bác đâu. Đấy, chỉ cần các bác comment cho em hai màu kèm số điện thoại là được đến đơn rồi, không cần phải comment nhiều, không cần phải em chốt đọc tên chốt đơn, được chưa? Lượng comment quá nhiều rồi ạ. Rồi, bây giờ bạn Mâu em sẽ thử sang cái quần màu đen cho các bác luôn. Màu đen, một màu truyền thống cực kỳ đẹp luôn các bác nhá. Màu đen đây ạ. Rồi, ok tình yêu ạ. Rồi, bạn Mâu em thử màu đen các bác ơi, quá tuyệt vời các bác ơi, một màu đen rất xinh luôn nhá. Chị em là lấy màu đen, yêu thích màu đen này thì hãy nhanh chóng đặt cho em màu đen ạ. Màu đen kèm số điện thoại ạ. Ngày mai size số như thế nào có nhân viên gọi điện tư vấn các bác nhá. Rồi, ok tình yêu luôn, một màu đen, một màu vàng, ok tình yêu. Có đủ ba tông màu cho các bác lựa chọn luôn ạ. Màu đen, màu vàng và màu kem các bác nhá. Màu kem, màu đen với cả màu vàng, có đầy đủ ba tông màu cho các bác lựa chọn luôn. Màu nào cũng xinh cũng đẹp các bác nhá. Rồi, ok tình yêu nha. Hai quần kèm số điện thoại cho em là được lên đơn hàng thành công. Em có đầy đủ size số ạ. Có size S, M, L, XL và 2XL, tương đương với cả 38 cho đến 65 kg các bác nhá. 38 đến 65 kg cho em. Được nhận hàng kiểm tra cho em 99.000 các bác ơi, tài duy nhất cái livestream này cho em. 99.000 một quần cho em được chưa? Tài duy nhất trong cái buổi livestream ngày hôm nay 99.000 một quần. Chị em nào lấy màu nào comment màu đấy cho em. Em có ba tông màu, màu đen như bản mẫu đang mặc các bác nhá. Em có màu kem các bác ơi, em có màu vàng các bác ơi, đủ ba tông màu cho các bác lựa chọn luôn. Màu nào cũng đẹp, màu nào cũng xinh các bác nhá. Đủ ba tông màu các bác nhá, đen, kem và cả vàng. Chị em nào lấy màu đen có màu mà đen, màu đen cho em. Chị em nào lấy màu vàng comment màu vàng cho em, được chưa? Chị em nào lấy màu kem comment màu kem, được chưa? Ok luôn chị gái ơi, nhận quân đôi đẹp lắm, trời ơi em thề luôn. Em không muốn đọc feedback luôn tại vì quá nhiều feedback cả các tình yêu nhá. Đấy, hàng rẻ chất lượng đẹp, được chưa? Hàng rẻ chất lượng tốt thì chả có ai mà không quay lại mua, đúng không ạ? Đúng không ạ? Rồi, ok tình yêu nhá. Lấy hai quần, một đen một kem, ok tình yêu. Chị em nào thích trẻ trung thì lấy màu vàng, chị em nào thích sang trọng lấy màu đen cho em, được chưa? Rồi, ok, cứ lấy hai quần chị em là được đi đơn. 99.000 một quần các bác nhá. Hôm nay em xả cho các bác luôn. Bình thường các tình yêu mua ở trong shop nhá, 250 một quần. Đến với cái livestream ngày hôm nay của bên em chỉ có bao nhiêu? 99.000 một quần. Em ship từ 2 quần trở lên, không tồi gì mà không mua, đúng không ạ? Nhanh chóng đặt hàng cho em hai quần kèm số điện thoại cho em là được đi đơn hàng thành công. Được chưa bác ơi? Màu đen, màu kem và màu vàng, ba màu truyền thống, ba màu phổ thông và ba màu hot hit nhất hiện nay các bác nhá. Không mua cái mã này thì còn mua mã gì nữa? Mùa hè đến rồi bác ơi, sắp đi biển đi chơi rồi bác ơi. Màu này mặc với cả áo 2 dây thì quá tuyệt vời, ra biển các bác ơi, không cần phải mặc bikini luôn, đúng không? Cũng đủ sáng chảnh, cũng đủ sexy rồi, đúng không bác ơi? Mặc mã này cực kỳ tốn chân nhá. Đấy, gòn bùng tốn chân luôn ạ. Chị em nào lấy mã này comment cho em hai màu kèm số điện thoại cho em là được lên đơn hàng thành công. Em bao giá bao chất toàn thị trường, đẹp các bác nhận hàng, không đẹp các bác giả lại hàng cho em, không mất bất cứ một chi phí nào. Ngày mai đã có nhân viên gọi điện tư vấn rồi, được chưa? 99.000 một quần, em chỉ từ 2 quần trở lên. Đặt hàng comment cho em nhá, hai màu kèm số điện thoại cho em là được đi đơn rồi. Em bao giá bao chất toàn thị trường các bác nhá. Màu vàng, màu kem và màu đen, màu nào cũng xinh luôn các bác ơi, ba tông màu và có size số cho em. Đấy, hàng em hàng có lọt trong, lưu ý giúp em hàng có lọt trong thấm hút mồ hôi. Chị em nào mà hay ra mồ hôi nhiều nên mua cái mã này cho em, được chưa? Thấm hút mồ hôi cho em, được chưa? Có hai lớp, em nói thật cái mã này em bán 99.000 quá rẻ luôn. Tại vì hàng này hàng em làm hai lớp. Bình thường các bác mua một lớp nhá, mua cái lớp mà chất nó mỏng như thế này là bao nhiêu? 150 120, 150 một quần rồi. Nhưng mà đến với cả bên hôm nay hai lớp như thế này mà em bán có 99.000, quá rẻ đúng không ạ? Hàng quá rẻ rồi, không mua thì phí rồi các bác ơi. Em nói thật nhá, không mua quần này quá phí. Bao nhiêu bốn cái khuy này đã giá bao nhiêu tiền rồi. Đường này tinh tế luôn, kiểm tra cho em chất lượng sản phẩm, đường may kim chỉ như thế nào, đẹp các bác nhận hàng, không đẹp các bác giả lại cho em. Đấy, không mất bất cứ một cái chi phí nào, đúng không ạ? Rồi, giá rẻ chất đẹp các bác ơi, không tồi gì mà không mua, đúng không bác ơi? Rồi, ok tình yêu, lấy hai màu cho em rồi, cứ lên số điện thoại cho em, ngày mai sẽ có nhân viên gọi điện tư vấn cho em các tình yêu, tư vấn size số như thế nào, mặc cái như thế nào, màu gì size gì là có nhân viên gọi điện tư vấn nhá.
Ok chưa ạ? Rồi, nhanh chóng comment cho em hai màu kem số điện thoại cho em đi ạ. Không cần em phải trả lời các bác là mặc size gì ở đây luôn. Tại vì quá nhiều comment các bác nha, quá nhiều comment nó nhảy liên tục, em không thể trả lời hết được đúng không ạ? Thì làm sao? Thì ngày mai bên em có đội ngũ nhân viên đã đến, đã gọi điện tư vấn đến cho mọi người là như thế nào, mặc size gì, mặc màu gì đấy, như thế nào cho nó hợp đúng không ạ? Chị ơi, chị bụng béo thì mặc mà size gì, màu gì đúng không ạ? Chị muốn trẻ trung thì mặc size gì đúng không? Ngày mai em đã có đội ngũ nhân viên gọi điện tư vấn cho các bác rồi. Được chưa? Ok tình yêu luôn. Và bây giờ bên em sẽ thử cho các bác mặc màu vàng được chưa? Một màu vàng này bên em sẽ thử ngay và luôn cho các bác luôn nhá. Ok tình yêu chưa?